đến hẹn lại lên, nhờ Ubisoft tiếp tục chiêu đãi những game thủ yêu âm nhạc, đam mê vũ đều bằng tựa game Just Dance 2023, nhưng khác với những năm vừa rồi khi họ chỉ thay đổi những bài nhạc bên trong, thì năm nay họ quyết định sẽ giúp cho các game thủ đổi gió một chút với nhiều những cải thiện nhỏ. Và những thay đổi đó mang lại kết quả như thế nào thì các bạn hãy cùng Halo khám phá trong video ngày hôm nay nha. Thật sự thì mình cũng rất tò mò khi Ubisoft công bố sẽ nâng cấp Just Dance 2023, vì trên cơ bản mình thấy tựa game này đã rất hoàn hảo rồi và chỉ cần cập nhật lại nội dung thế là xong. Nhưng sau vài giờ đốt hàng trăm kilocalo với Just Dance 2023, mình đã hoàn toàn bị những đổi mới là chinh phục. Menu thì gọn gàng hơn, chế độ chơi nhiều người được cải thiện, đồng thời chất lượng của các đoạn video cũng được nâng cấp lên đáng kể. Về gameplay, Just Dance vẫn không thay đổi khi người chơi phải mô phỏng lại các điều nhảy mà các vũ công đang thể hiện trên màn hình. Tùy theo hệ máy mà bạn sử dụng thì bạn sẽ có nhiều cách khác nhau để điều khiển game. Trên PS5, bạn sẽ có những cách sử dụng như là camera của PS4, PS Move và cuối cùng là cách mà mình nghĩ là thuận tiện nhất, đó chính là sử dụng điện thoại của chính bạn. Dành cho các bạn nào chưa biết cách kết nối Just Dance 2023 với điện thoại thì các bạn chỉ cần tải app Just Dance 2023 Controller để kết nối hai thiết bị PS5, Xbox và điện thoại trên một Wi-Fi, rồi vào một S device, điền code và các bạn đã có thể tận hưởng được tựa game. Năm nay, việc di chuyển theo các menu của game mượt hơn rất nhiều, còn gợi ý cho một tìm kiếm hoạt động chuẩn xét hơn nếu như so với phiên bản 2022. Cùng với đó là cách phối màu khác lạ, tạo một cảm giác tươi mới và năng động hơn. Trong năm nay, thứ mà mình đánh giá là cải thiện nhiều nhất chính là chất lượng của những đoạn video nhạc trong game, kể về độ sáng tạo, lẫn chất lượng thể hiện, cũng chỉ là những vũ công chuyên nghiệp, nhảy trên nền phong xanh, rồi được thêm hiệu ứng để sinh động hơn. Những cách mà họ thêm background vào, vừa đẹp, vừa sinh động mà không hề làm chìm vũ công chính, cũng như là cách Ubisoft di chuyển camera năm nay cũng tốt hơn rất nhiều nếu như so với những năm trước đó. Việc không bị gắn chết ở một góc quay nữa sẽ giúp cho các bạn như được chìm đắm trong các MV của game. Và nếu như bạn không tin thì hãy thử lấy một phiên bản Video Toxic của năm nay so với phiên bản Just Dance 2 sẽ cảm nhận được rất rõ. Nhưng nhạc hay, video đẹp mà không có bạn nhảy cùng thì thật chán đúng không nào? Nhưng bạn không cần thiết phải đợi tất cả bạn bè của mình tụ tập tại nhà thì mới có thể chơi được. Vì năm nay, Just Dance 2023 đã điều chỉnh lại rất nhiều cơ chế online, từ việc cho phép người chơi crossplay, tạo các phòng nhảy, nâng cấp chất lượng đường truyền, giúp cho bạn có những trải nghiệm thú vị hơn mà không bị khoảng cách ngăn cản. Còn nếu bạn thích luyện tập một mình trước thì game cũng sẽ có một mục story với vai trò hướng dẫn người chơi đi qua hết list nhạc năm nay để các bạn có thể dần làm quen với nhịp điệu trước khi bước lên sân khấu chính. Và cuối cùng, như để chúc hè năm nay, Just Dance 2023 vẫn sở hữu cho mình một danh sách nhạc rất chất lượng, đủ để bạn có thể tận hưởng trong một thời gian dài. Và đó là phiên bản mới nhất của Just Dance 2023. Các bạn thấy tựa game này như thế nào? Và nếu như các bạn muốn sớm sở hữu cho mình tựa game này, thì hãy truy cập vào trang web halosoft.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Và nếu như các bạn thích video này của chúng mình, thì hãy cho chúng mình một like và subscribe để cho chúng mình có thể nhanh chóng đạt được cột mốc 35.000 subscriber. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.